gặp mẹ My ông ơi. Còn ba chữ. Hôm nay là con ai chữ. Hạo nhiên nó giận mày lắm đấy thầy cả. Ngày mây này tập 101. Mày không lo nhiều chứ? Đúng là. Thầy gặp ai? Ngày mây anh ơi. Cố là thành quá cố luôn đây. Ngày mây đó không đánh lại em rồi. Thế chờ nhận khác nữa đẹp luôn. Vô, hai. Chết mình còn có thể né mình chịu trưởng được. Đồ đen này chúng mình câu luôn ta. Mới mua đấy. Mới mua lắm. Tại ơi. Ê. Còn kim bám cho anh hai cục. Không anh ơi. Kim đâu có. Kim 15 là mua adder. Kim 15 là mua adder. Có chứ còn em không có kim ngồi. Em hết rồi. Thằng ơi. Có lấy bao tay đồng cừu không? Chịu chơi, lấy ra bao tay đồng cừu không? Chịu quá. Ờ, bao tay bên viên. Bao nhiêu? Chịu rưỡi. Thầy ơi. Ba cái. Thầy ơi, gặp thiệt. Không, thầy này thiệt đâu. Điểm rau, điểm cho ai mọi thật đi. Giết nó đi. Không, biết điểm rau mà. Không rồi, nhẹ nhàng. Ok. Bên này gặp thiết yên. Nếu không gặp thì chỉ có chết. Ờ, gặp năm độc chỉ có chết thôi, sao đánh lại. Full set hồng kim. Hình như là ông lính còn cái áo trong bang phải không phải nhờ? Không biết nữa, hôm bữa anh thấy nào có mà. Như làm gác rồi. Làm gác rồi. Áo viết mà. Ừ, anh làm gác rồi. Ơi, trận thứ 3. Nãy trận kia không đánh nha nè. Mở kẹo. Ơi, chờ xíu ba xong rồi đây nè. Mở kẹo cho mình ăn. Trong buổi trưa hơi ít người một chút. Nhường đi em. Nhanh. Ok. Ok, Trường. Trường với Phong qua BM. Anh Thạch về bàn đi em. Ở chiều nay em nói chuyện auto qua luôn, trong tối này có luôn. Tối này đánh. Rồi ok. Chiều nay đánh 3 trận anh em ơi, tại vì không có đánh nhiều được. Để dành 4 trận tối đánh tiếp. Đây anh em xem tỷ lệ hàng này. Anh Thạch lên top 2 rồi. Nói chung là cái bàn của anh Thạch nhiều thằng không nỡ anh Thạch. Nhiều anh em không tin là mạnh đến cờ đó. Đây, anh em xem qua. Nghe My này, Nghe My top 1 này. Đó, 48, 45 thua 3.
Nói chung là Thắng cũng khá là may mắn khi là nhờ được gặp nhẫn vô danh đó, nghe mi tham ra rất là mạnh. Ngập bội, kiếm, rồi nhấp kỹ, hai nhẫn là đặt tóc 1-2-6 luôn. Nên là nghe mi là đánh khá là tốt, kỹ lượng khá là tốt. Đây cũng ban mình luôn, đây, cái ban đây. Vừa xong 48 trận luôn, 41 tháng 7 top 2 chắc 100%, không ai lên nổi. Mình chắc mình thua thêm dài dài. Đây top 3. Top 3 40 xui 8. Đường môn nỏ, đường môn xét thiên quan. Đây năm độc trưởng xét đầu lung. Năm được xét đầu lung giống mình luôn. Mà giành mất top 4 rồi. Mình rớt top 5 rồi, em mình rớt top 5 rồi. Chính nước thông năm rồi, chính nước thông năm rồi. Giờ chủ yếu nhờ vào phụ đây, phụ đây, phụ đây. Còn 17 trận nữa, 17 trận nữa. Thôi giờ họp đi công chuyện đó. Ok anh em nha. Bây giờ thì anh em đang xem live, anh em đang xem video thì đừng quên cho Khải một like chia sẻ để cố gắng đánh liền đấu nha em ơi. Tối qua thì thua năm và sáng nay đánh 3 trận vẫn thắng 3 trận nha em ơi. Tối nay Khải đánh tiếp tục nha, đánh cho đến hết 28 sẽ đủ 48 trận nha anh em. Ok anh em đang xem đừng ngần ngại cho một like chia sẻ video Khải giúp Khải anh em ơi. Ok bye bye mọi người, chúc anh em vui vẻ nha. Bye anh em.